Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn combo một bộ chế xe lưng 4 bánh, hệ thống lái vô lăng bánh đặc các bạn nhé. Con này làm xe lưng. Đấy. Bộ này thì sử dụng 4 bánh đặc, đường kính bánh là 30 cm nhé. Chiều rộng ngang là 90 cm. Chiều rộng thì có thể tùy chỉnh các bác nhé, chiều dài và chiều rộng thì có thể tùy chỉnh. Các bác khách hàng xem thì chủ yếu là xem bố cục một bộ thôi, và phương thức ý tưởng để em sẽ lên ý tưởng cho khách hàng thực hiện. Ví dụ như là con xe lưng này thì nó sẽ là bao gồm một hành trình chỉ có lưng và hạ. Nếu như các bác có nhu cầu là một con xe lưng mà có thể điều chỉnh được cả bàn lưng ngả nghiêng thì sẽ phải dùng đến loại hai hành trình, thì lúc đó sẽ cần phải mua đến bộ van đôi và hai cây xi lanh hoặc một cây xi lanh hành trình khoảng 10 cm nữa là đủ. Thì trước tiên trong cái bộ này em xin giới thiệu đến các bạn những cái phụ tùng cơ bản để cho các bác lựa chọn. Đấy. Đầu tiên là giới thiệu về cho các bác về cái mẫu bánh đặc. Mẫu bánh đặc thì bên em hiện tại đang cung cấp cho các bác là 3 loại. Một loại đường kính 30, một loại đường kính 25 và một loại đường kính 40. Đây là 3 mẫu bánh. Khách hàng tùy trong điều kiện nhà xưởng để sử dụng cho hợp lý. Đường kính bánh to thì giúp cho ta đi trong những cái cung đường xấu tốt hơn. Đấy, trên mặt nền xấu. Đường kính bánh nhỏ thì ngược lại, nhưng nó có ưu điểm là trọng tâm thấp, xe đi chắc chắn và lực khỏe hơn. Đấy. Bánh cao thì đi trên nền nhà kém, nền mấp mô. Tuy nhiên thì trọng tâm của xe nó lại cao. Thì cái này nó sẽ tùy theo thiết kế của khách hàng nhé, để lựa chọn ra những cái kết cấu làm sao cho nó hợp lý. Thì ở đây là bánh đường kính 40 là bánh màu đỏ, đường kính 30 là bánh này, và đường kính 25 là bánh này. Tất cả những cái mẫu này đều có thể sử dụng trọng tải 1 tấn nhé. Tốc độ của những cái dòng phụ tùng này thì khá là chậm. Đấy. Tiếp theo thì giới thiệu đến một cái bộ cầu trước. Cầu trước thì sử dụng cái thước lái một đầu. Cầu này thì có trang bị cái hệ thống bập bênh ở giữa như này. Thì phần khung các bạn sẽ kết nối vào đây. Và hệ thống này là hệ thống không dùng nhíp. Đấy, xe lưng này không dùng nhíp. Thì các bạn làm một cái kết cấu khung bắt vào đây, sẽ có thêm giảm sóc chống vào đây cho nó tăng cường trợ lực và giảm cái độ bồng bềnh. Thì đối với cái hệ thống bập bênh này thì có thể đi trong cái cung đường nó không bằng phẳng giữa bánh này và bánh kia từ 5 đến 7 cm mà khắc phục được cái trên nền không bằng phẳng, vẫn có thể 4 bánh tiếp xúc đều. Đấy. Thường thường thì hệ thống xe lưng thì người ta sẽ lái ngược, có nghĩa là cầu chết là cầu dẫn động sẽ nằm ở phía trước và hệ thống lái ở đằng sau. Đấy, thì tùy theo cái cách làm của mình để mình lắp hệ thống lái và vô lăng. Tất cả nó sẽ có thể là sẽ cơ bản là như thế này, hoặc là sẽ sử dụng hệ thống công tắc đầy đủ. Tuy nhiên trong bộ này thì em không đưa hệ thống công tắc vào, nó sẽ làm cho các bác trở nên rối. Cái đấy thì sẽ bán hàng và em sẽ tư vấn thêm cho khách hàng. Tiếp theo đến một cái trái tim của hệ thống, đó là bộ trục cầu sau. Bộ trục cầu sau này là cầu có tua chậm các bạn nhé. Cầu này thì tua nhanh nhất là khoảng hơn 10 km/h thôi. Đối với đường kính bánh càng bé thì tốc độ càng chậm.
đồng nghĩa việc càng khỏe nhé. Đường kính 30, đường kính 40 và đường kính 25, tất cả đều đáp ứng trên một nền phẳng đấy. Bánh bé thì sẽ phải lưu ý động cơ thì rất là nhiều công suất, em sẽ bán cho khách hàng tùy theo tải trọng để đáp ứng đấy. Và tùy theo dốc, nếu như với đường bằng tải trọng độ khoảng 1 tấn thì có thể chỉ sử dụng từ 1.000, dưới 1.000 hoặc là 850W là rất là khỏe rồi. Các bác lưu ý nhé, đối với cái động cơ bên nhà em bán ấy, nó công suất thực cho nên là dù 850W ấy, nó rất là to cao chứ nó không bé, như giống như kiểu là có một số hãng bán ấy thì công suất nó ảo. Các bạn mua cái 800W ấy, 1.000W ấy, chỉ bé ngang với con 850W nhà mình thôi đây. Đấy. Thì rất nhiều các bác mua động cơ bên nhà em thì đã sau khi mà hỏng quay về bên em mua thì bên em đã chỉ cho các bác phân biệt được là hàng rẻ và hàng đắt. Mình không nói là hàng đều nhé, bởi vì thực tế ra động cơ công suất nó chỉ đánh giá được một phần thôi. Đấy. Động cơ thì nó sẽ liên quan đến công suất và dòng điện, hai cái đó nó sẽ tạo ra mô men xoắn. Đấy, mô men xoắn mới chính gọi là lực xoắn. Lực xoắn nó có lớn thì mới là khỏe. Chứ còn các bác đi mua hàng, các bác chỉ hỏi công suất bao nhiêu thì các bác cũng sẽ không bao giờ là biết được là giá trị của cái động cơ. Đấy, và các bác cũng không thể tính được, cho nên ngoài cách so sánh cân nặng của động cơ ra thì là phương pháp duy nhất để cho các bác có thể tính được là động cơ ấy nó khỏe hay động cơ nó yếu trong cùng một phân khúc 800W, ví dụ như vậy. Đấy, thì bộ cầu bên em là cầu này. Thì đối với lại các bác mà sử dụng bánh to ấy, thì bên em sẽ có sử dụng mâm này, mâm to, tăm bua to. Đấy, và đối với các bác sử dụng bánh bé như thế này thì bắt buộc là mình phải dùng mâm bé như thế này thì mới nắp vừa cho cái cầu. Đấy, vì vậy cho nên là tùy theo khách hàng nhé. Còn tiếp theo đến một cái trái tim của hệ thống xe lân chính là cái hệ thống bơm. Cái bộ bơm này nó sẽ sử dụng nguyên cái nguồn điện của cái động cơ này luôn, các bạn không phải hạ nguồn hạ nhiếc gì cả. Đấy, ví dụ như động cơ 60 thì mình dùng cái này cũng 60V luôn, chỉ cần sử dụng cầu dao đóng điện là bắt đầu bơm hoạt động. Bơm hoạt động thì đây là một bộ van hai chiều. Đấy, đây là một bộ van hai chiều. Hai đầu ra được cung cấp được điều chỉnh bằng bộ cần này. Cần này là cần lên xuống. Các bạn này kéo lên thì cái ben nó sẽ lên. Kéo xuống thì ben nó sẽ hạ xuống. Còn đây là bộ cây ben. Cây ben này thì các bác có thể lựa chọn, bên em có rất là nhiều hành trình khác nhau. Thì đối với các bác lân trực tiếp, có nghĩa là sử dụng cái ti đẩy này đẩy thẳng lên cái phần giá lân ấy, thì nó sẽ chỉ được đúng bằng hành trình thôi, có nghĩa là các bác mua hành trình 200 600 thì các bác đẩy được đúng 600. Đấy. Thì cơ cấu nó sẽ đơn giản hơn. Đấy. Còn các bác sử dụng hệ thống lân bằng xích thì nó sẽ gia tăng lên gấp đôi. Có nghĩa là khi cái cây này đẩy được 600 thì cái xích của bác nó sẽ kéo cái giá lân của các bạn lên được 1,2 m. Đấy là dùng xích thì nó sẽ có lợi về đường đi. Như vậy. Đấy. Thì tùy cái đường lân của các bác mà các bác làm kết cấu phức tạp thì sử dụng xích nâng giống như những con xe lân thôi. Đấy. Thì đây là một cái bộ cơ bản sử dụng vô lăng. Thì em sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bộ khác nữa, sử dụng 3 bánh thôi, không sử dụng vô lăng 4 bánh nữa, thì nó sẽ đơn giản và giá thành nó rẻ hơn. Đấy, lân thì sẽ lân những cái xe nhỏ 500 kg trở xuống thì mình sử dụng 3 bánh dễ lái,
và nó sẽ có những ưu điểm khác thì em sẽ phân tích trong cái video của bộ đấy sau. Đấy. Thì bộ này em sẽ được chia ra làm 3 mục cho các bác nhé. Một là bánh bé nhất là gọi là combo số 1. Một bộ bánh to số 2 thì em sẽ đánh dấu là phần combo số 2. Và một là combo số 3 thì em sẽ đánh dấu là combo số 3. Và khách hàng lưu ý về các kích thước và công suất. Em sẽ điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng nhé. Đây chỉ là một bộ tượng trưng thôi. Khi khách hàng mua hàng lưu ý cho em là chỉ cần nói chiều rộng bao nhiêu, kích thước bánh to hay nhỏ và chiều rộng bao nhiêu, tải trọng bao nhiêu, bên em sẽ có người tư vấn cho các bác mua một bộ hợp túi tiền nhất. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. À, để tiện cho các bác hỏi giá thì em sẽ quy định đây là bộ combo số 1 có công suất là 850W, đường kính bánh là 25 cm, đấy, cấu hình chiều rộng là 90 cm. Thì các bác hỏi giá thì em sẽ báo giá cái bộ như này, gọi là bộ combo số 1 đấy. À, còn đây là giới thiệu đến các bạn bộ này gọi là bộ combo bánh số 3. Đấy. Bộ này là đường kính bánh là 40 cm nhé, bản rộng là 10 cm. Động cơ cấu hình là 850W. Và bộ nguồn bơm là 1000W hai chiều. Hành trình cây ben này là 600 cm, 600 mm. Các bạn có thể yêu cầu thay đổi, bên em sẽ báo giá theo cái bộ hành trình 600, và các bạn muốn nâng cấp lên bao nhiêu 700, 800 một mét thì các bạn là cứ nêu yêu cầu ra, bên em sẽ báo giá. Cấu hình động cơ là 850W và chiều rộng là 90 cm. Đây là combo số 2, số 3, xin lỗi, đây là combo số 3 nhé.